Công an tỉnh Kon Tum vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng thuộc thành phố Kon Tum về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Sao Mai tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Nguyễn Thành Nghĩa, phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum, Phạm Phước, phó bí thư xã Đoàn Kết, nguyên chủ tịch xã Hòa Bình, Lê Hữu Nhân, hợp đồng lao động tại trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum. Theo thông tin ban đầu, sai phạm của ba bị can trên liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở thôn 2 xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Cuối tháng 10 năm 2022, tại thôn 2 xã Hòa Bình có 7 hộ được bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Sao Mai với tổng kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Sang có 3,45 hectare đất trồng cây lâu năm, hàng năm, cùng cây cà phê, tiêu, ăn trái, hoa màu, nhà sàn, nhưng được kê khống số lượng để được đền bù hơn 10,7 tỷ đồng.